Thông báo tìm người vi phạm chủ sở hữu người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của xe mô tô là tăng vật vi phạm hành chính đang bị tạm giữ. Công an xã Trường Thông thị xã Hòa Thành tỉnh tây ninh hiện đang tạm giữ 71 xe mô tô là tăng vật vi phạm hành chính không xác định được người vi phạm đã hết thời hạn tạm giữ có biện kiểm soát số khung số máy cụ thể như sau: 1 biển số 70C103252 nhãn hiệu Longsin số máy VVN26102. FMH 032151 số khung 0. 2. Không có biển số, nhãn hiệu Honda, số máy 50414304 số khung 0. 3. Biển số không có, nhãn hiệu Honda Cup, số máy 0, số khung C70B077421. 4. Biển số không số không có, nhãn hiệu Honda, số máy C50E6-318285 số khung C50 e 6318285 18285, năm biển số 70 F91091, nhãn hiệu Thu Hạc Cô, số máy THH152 FMH011659, số khung vthbch 0022 a 11659 6. biển số không có, nhãn hiệu Sư Long, số máy VTMCL 150 FMC 000791A số khung 0 7 biển số 70K 20550 nhãn hiệu Glisohaka số máy VLKCQ 1B50 FMC 00013467 số khung VC-KDZZ-603,

biển số 70 e 1 nhãn hiệu Yamaha Novo, số máy 1DB1144884, số khung RNLCNDBODI144870, 13 biển số 51F9-331 số, nhãn hiệu Plifan, số máy IB50FMZ 3 0343882, số khung RL1001034582. Mười bốn biển số năm mươi một y sáu không hai chín bảy nhãn hiệu đam số máy không số khung không mười biển số bảy mươi nl một năm bốn một chín nhãn hiệu plifan số máy vk VIP năm hai

nhãn hiệu Minxin, số máy ip 50 fmc 310383788 số khung 0, 20, biển số 70B131295, nhãn hiệu Honda Way, số máy LC152FMH, số khung 0, 21, biển số 0, nhãn hiệu Hover, số khung

biển số 70K6 5161, nhãn hiệu Cfris, số máy 16, số khung vczbch 074 cz 000523 25 biển số 65C107074, nhãn hiệu Vacasi, số máy VHLFM152 FMHVB000

nhãn hiệu S Y M số máy V, -V 005230 số khung K -C 2 C B 005230 30 70 K 8 5941 nhãn hiệu Cosmee số máy V 7 S, -S 152 F 016 104 số khung rnbdcbknd bốn một hai năm tám biển số 70 b 1 sáu nhãn hiệu veroli số máy vtt 295 chín năm l một b 50 không fmc ok ba số khung 0-32 biển số 70 F14599 nhãn hiệu Honda. Số máy 0, số khung FD110170000293. 33. Biển số 43S16691. Nhãn hiệu CPI Taiwan. Số máy VTRCB1150 FMC002165. Số khung VTRB CZ043TA002163. 34. Biển số 99H92154, nhãn hiệu Honda. Số máy VTT1B52FMH138875, số khung n 5100200058613 35 biển số

Nhãn hiệu không. Số máy VLFB01B52FMH35A210886. Số khung RB00CH4B06A010866. 37 biển số 0. Nhãn hiệu Honda. Số máy không. Số khung VTWFCHOA

biển số 0 nhãn hiệu Honda, số máy 0, số khung 11122, 41, biển số 70, CA00235, nhãn hiệu Vrazio Car, số máy RNRHD 139FMB104057, số khung 0, 42, biển số 0, nhãn hiệu Mazetti, số máy VTT 1B52, FMH 017089 số khung VTT WCD 02211017089 43 biển số 94 FE 1208 nhãn hiệu Mazetti số máy RNRHC 139 FMB 110469 số khung 0 44 biển số 70H7 0193, nhãn hiệu Plifan, số máy 0, số khung 0, 45, 70, f 56468 64, 68, nhãn hiệu 0, số máy 5, WR, 06804 số khung RNL, CM5, WB, 304, I, OO, 6804, 46, biển số 0, nhãn hiệu Yamaha, số máy 0,

biển số 0, nhãn hiệu SEM, số máy 0, số khung vbdbeh 042 B, -E -B 501 8385. 49, biển số 51 T4 3097, nhãn hiệu Kawasaki, số máy 0, số khung AN 0906A 29037. 50,

biển số 70 c 1 08 543 nhãn hiệu SYM. Số máy VMV WBAD001307 số khung 0. 56, biển số 70L7-5928 nhãn hiệu Ly số máy 0, số khung 0. 57, biển số 70 l 9 nhãn hiệu Yamaha, số máy rnl l 8152 FMHA06875 RNL8WCABHIA1006875 58 biển số 52K47546 nhãn hiệu Honda số máy 0 số khung 0 59 biển số 70H8 9180 nhãn hiệu Honda số máy 0 số khung 0 60 Biển số 70B12938 nhãn hiệu Honda, số máy HD1B53FMHI0000430, số khung 0. 61. Biển số 0 nhãn hiệu Honda, số máy cnl 1 b 52 fmh 600313 số khung RRK. WCHROM 5 x 0, -0, -0 -3 -3. 62 biển số 52 i 38896 nhãn hiệu Honda số máy VD 625152 FMHWM 0 số khung 0, -0, -0, -1 -1 -0. 63, biển số 47 r 99988 nhãn hiệu Honda

Biển số 71S75194, nhãn hiệu Romeo, số máy RB105152FMH00054080, số khung 071, biển số 52T20545, nhãn hiệu quay, số máy CS1F52FMH10124046 số khung 200 160406. Công an xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh thông báo để tìm người vi phạm hành chính, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của các xe mô tô nêu trên. Nếu ai là người vi phạm hành chính, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của các xe mô tô nêu trên, đề nghị đến Công an xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để giải quyết. Khi đi, phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy tờ có liên quan đến xe mô tô bị tạm giữ.